Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đối phó tập Trump dí nước cờ Việt Nam. Hoa Kỳ đang bước vào giờ phút lịch sử quyết định ai sẽ là tổng thống trong 4 năm tới. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua của tổng thống Mỹ Donald Trump, giới quan sát nhận định chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi lớn, nhưng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã được phát triển theo hướng hiệu quả và thực chất hơn. Trả lời phỏng vấn của đài AFP của nước Pháp, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đánh giá dưới sự lãnh đạo của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã có những bước thay đổi đáng kể về chiến lược, an ninh cũng như về vấn đề kinh tế. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam tiếp Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào hồi tháng 4 năm 2019. Nhà nghiên cứu phân tích như sau: các hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng có thực chất, đặc biệt là về hợp tác chiến lược, hợp tác an ninh và quốc phòng, cũng như là hai bên cùng có sự tương đồng ngày càng lớn về các lợi ích chiến lược, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông hay cách ứng phó với Trung Quốc, nhất là trong việc Mỹ hỗ trợ các quan điểm lập trường của Việt Nam về Biển Đông, hay như các trợ giúp của Mỹ để Việt Nam xây dựng năng lực quốc phòng. Đây được coi là một trong những điểm nhấn của quan hệ song phương trong 4 năm vừa qua. Cũng trong năm 2017, Mỹ đã cấp cho Việt Nam 6 chiếc xuồng tuần tra Beta Shark cùng với một tàu tuần duyên Hoa Kỳ. Sau đấy, Philip Davidson, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng nói là Việt Nam đang chuẩn bị mua các trang thiết bị của Hoa Kỳ như máy bay không người lái hay máy bay huấn luyện, và Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho Việt Nam các tàu tuần duyên mới. Về mặt kinh tế, mặc dù trong giai đoạn đầu đã có một số nghi ngờ, nhất là khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định TPP. Nhưng trên thực tế, trong 4 năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục được phát triển rất mạnh. Đây là hình ảnh biểu đồ xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ tháng 7 năm 2020 và lũy kế 7 tháng năm 2020 cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh, Việt Nam vẫn tiếp tục xuất siêu sang Mỹ khá nhiều. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 23 hoặc 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2019, trao đổi thương mại giữa hai bên đã lên đến con số 76 tỷ đô la, mà đặc biệt là trong đó Việt Nam đã xuất sang Mỹ tới 61,3 tỷ đô la. Trong bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục ngày càng tăng. Bên cạnh đó, có nhiều công ty Mỹ, kể cả các tập đoàn lớn như Apple, đã tính đến việc mở rộng sản xuất và đầu tư vào Việt Nam. Tất nhiên là cũng có những thách thức nhất định. Ví dụ như vừa rồi, phía Mỹ đã điều tra và cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ hay áp thuế chống phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng đánh giá đó chỉ là một trong những biểu hiện bình thường trong bối cảnh Việt Nam đang xuất siêu sang Mỹ rất nhiều. Điểm đặc biệt nhất mà nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đề cập đến là tác động của chính sách ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nói chung và Biển Đông nói riêng của Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh các nhóm tàu tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông, hình ảnh được ghi nhận vào tháng 9 năm 2019. Tiến sĩ Hiệp nhận định, Tổng thống Trump đã có những bước đi mạnh mẽ để ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, trong đó có tham vọng bá quyền của nước này trên Biển Đông. Thứ nhất là về mặt chiến lược, Mỹ đã xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ và tung ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc tự do hàng hải và thúc đẩy sự can dự của Mỹ vào vấn đề trên Biển Đông. Thứ hai, về mặt phát ngôn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra các tuyên bố khác nhau về Biển Đông, theo hướng bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc hay ủng hộ các nguyên tắc về pháp quyền, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ ba, về mặt hành động, số lượng các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trong 4 năm qua lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ của Obama. Năm 2018 có 5 lần tuần tra, năm 2019 có tới 9 lần tuần tra, trong đó có những lần đi vào khu vực 12 hải lý, xung quanh các khu vực thực thể mà Trung Quốc quản lý. Học giả người Việt này cũng khẳng định rằng với sự can dự sâu hơn của Mỹ vào vấn đề Biển Đông và sự ủng hộ lớn hơn của Mỹ dành cho Việt Nam trên vấn đề Biển Đông trong thời gian qua thì có lợi rất nhiều cho Việt Nam so với các tác động tiêu cực. Cụ thể là Việt Nam đã có thêm một đồng minh trong vấn đề Biển Đông. Họ là một đồng minh rất mạnh, có ý chí chính trị trong việc kiềm chế Trung Quốc và có năng lực để thực thi chiến lược đó. Tuy nhiên,
tiến sĩ Hiệp cũng có nhắc đến một thách thức. Mặc dù trong 4 năm qua, Mỹ đã có những bước đi ngày càng quyết liệt như vậy trên vấn đề Biển Đông, nhưng trên thực tế thì dường như sự hung hăng, lấn lướt của Trung Quốc vẫn chưa hề thuyên giảm đi nhiều. Đây là hình ảnh ông đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc và phu nhân chụp ảnh với bạn bè Mỹ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Trung Quốc vẫn tiếp tục gây sức ép đối với Việt Nam trên Biển Đông trong suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cũng cho rằng phải chờ thêm thời gian để biết kết quả trên thực tế của chính sách đó. Ông cũng dự đoán nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép như vậy, Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực trong nước cũng như ở nước ngoài, khiến họ có thể bị phân tâm, không thể duy trì sức ép liên tục với Việt Nam trong thời gian dài. Ngoài ra, tiến sĩ Hiệp còn đề cập mang tính tiêu cực, đó là nếu như Việt Nam tiếp tục xích lại gần Mỹ, thì Trung Quốc có thể sẽ có phản ứng và gây áp lực với Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cũng khẳng định, ngay cả trong trường hợp đó thì chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào hơn là phải tăng cường hợp tác với Mỹ, tại vì nếu như Việt Nam không xích lại gần Mỹ, không hợp tác với Mỹ, thì không có gì đảm bảo là Trung Quốc sẽ mềm mỏng và buông tay cho Việt Nam. Và Việt Nam nếu không hành động và tìm kiếm các đối tác đồng minh để chia sẻ các áp lực đó, thì Việt Nam sẽ càng ngày càng gặp bất lợi trước Trung Quốc. Trong thời gian 4 năm tới, dù là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump tái cử hay Tổng thống đắc cử Biden, thì Việt Nam cũng phải củng cố quan hệ với Mỹ. Bên cạnh đó là phải xây dựng năng lực trong nước để thúc đẩy sự tự cường, đồng thời phải đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ để có thể tận dụng được càng nhiều càng tốt nguồn lực từ bên ngoài để có thể ứng phó với Trung Quốc, nhưng vẫn không quá phụ thuộc vào Mỹ. Qua đó có thể giúp Việt Nam giữ được sự chủ động, sự tự chủ về chiến lược. Trong thời gian qua, Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Nhật, Ấn Độ, Úc, châu Âu, tức là Liên minh châu Âu và Anh. Tất cả những bước đi ấy là hoàn toàn cần thiết, nhưng không thể thay thế được việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Nếu như Việt Nam có thể khéo léo khai thác quan hệ với Mỹ, cũng như với các đối tác khác, thì Việt Nam sẽ có một vị trí tốt hơn trong việc ứng phó với áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc. Còn về phía Mỹ, nhà báo Lưu Trọng Văn, nhân chuyến thăm của đương kim Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Việt Nam vào hồi cuối tháng 10 vừa qua, đã khẳng định Mỹ đủ khôn ngoan để xác định Việt Nam đóng vai trò gì ở bàn cờ chiến lược trên thế giới. Mỹ thấy rõ vị trí địa chính trị của Việt Nam là một chốt chặn tư tưởng bành trướng Cộng sản Đại Hán. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở của Bộ Ngoại giao nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Pompeo với dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các chiến lược gia của Mỹ, dù thuộc Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, đều thống nhất luật chơi và cái luật chơi ấy cũng được một bộ phận lãnh đạo ở Việt Nam tỉnh táo và khôn ngoan ủng hộ. Đó là kinh tế mạnh thì sẽ thoát Trung Quốc hòa bình. Đó là lý do mặc dù Việt Nam xuất siêu qua Mỹ hơn 30 tỷ đô la và có không ít vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn chưa bị Mỹ trừng phạt. Đó là vì lý do hàng loạt tập đoàn khổng lồ của Mỹ đua nhau đầu tư vào các nhà máy điện khí hóa lỏng ở khắp các bờ biển Bắc, Trung và Nam với số vốn hàng tỷ đô la. Khi các nhà máy điện này với công nghệ, nguyên liệu, vốn đầu tư của Mỹ lần lượt hoàn thành thì cơ bản cái chốt của kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc vào Trung Quốc là năng lượng sẽ được an toàn và tự chủ hơn. Công suất của các nhà máy vài ngàn megawatt đủ để Việt Nam phá bỏ tất cả các nhà máy thủy điện cóc với công nghệ của Trung Quốc và hàng chục nhà máy nhiệt điện công nghệ cũ phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc, gây ra những thiệt hại không đong đếm được cho an sinh, môi trường và kinh tế tại Việt Nam. Và điều vô cùng quan trọng là các nhà máy trên cần hàng triệu tấn nguyên liệu khí hóa lỏng của Mỹ sẽ tạo nên trên Biển Đông tấp nập những đội tàu của Mỹ để khẳng định quyền đi lại tự do vùng biển mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đe dọa và tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ. Một nước Mỹ dân sự luôn có mặt ở trên Biển Đông với lực lượng quân sự hùng hậu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chắc chắn sẽ giúp tạo hình ảnh Biển Đông hòa bình, không cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc biến thành ao nhà của họ. Sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo những ngày cả Mỹ và Việt Nam đang chuyển dịch lớn bởi những cuộc vận động chọn người cầm quyền rất có ý nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 3 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đối phó tập Trump dí nước cờ Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.